Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Tiết lộ về hầm cá sấu Hun Sen và cuộc vượt ngục kinh hoàng của các tù nhân hậu duệ Khmer tự do từ trại tù tử thần Phạy Xô, Campuchia. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin gây chấn động dư luận liên quan đến trại tù tử thần của thủ tướng hun sen campuchia với sự tài trợ xây dựng từ quan thể trung quốc trại tử thần này được hun sen dùng để thanh trừng các đối thủ chính trị những kẻ phản bội trong đó cũng còn có giam giữ những thành viên của quân khmer tự do lực lượng hậu duệ việt nam cộng hòa sự kiện các hậu duệ việt nam cộng hòa đang gây ra sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi đã thực hiện cuộc vượt ngục kinh hoàng khỏi nhà tù trên trước khi bị đưa đến hầm cá sấu nơi các tù nhân sẽ bị biến mình thành mồi ngon cho khoảng năm con cá sấu hung dữ diễn biến về cuộc vượt ngục hy hữu trên đang làm xôn xao dư luận như thế nào tất cả đều sẽ được giải mã trong chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe thưa quý vị qua lời khai của một sĩ quan an ninh đào tẩu trong chính quyền Hun Sen đến được Mỹ đã tiết lộ với các cơ quan truyền thông quốc tế, khiến dư luận biết đến trại tử thần phẩy xô của Campuchia, được thành lập ở phía đông nam Phnom Penh, được coi như một phần của chương trình tiêu diệt các đối thủ chính trị và thành phần bị Hun Sen cho là phản loạn ở Campuchia. Được biết đã có khoảng 250 người tù đã bị sát hại tại nơi này từ khi trại tù này thành lập cách đây 20 năm. Phương thức giết người của trại cực kỳ đơn giản. Một tuyến đường nhỏ chở tù nhân đến khu trại ở trong rừng. Ngay lập tức họ được gửi đến nơi được gọi là nhà tắm. Thực chất là một phòng hơi ngạt. Tại đây, những người mới đến sẽ bị tiêu diệt trong vòng 15 phút. Ngoài ra còn có hầm cá sáu khét tiếng, chuyên thủ tiêu các nhân vật chính trị đối lập. Sau đó, số tù nhân còn sống sẽ mang các thi thể đi chôn dưới một con mương đặc biệt ở gần trại. Ngoài những người bị giết ngay lập tức, còn có khoảng 500 tù nhân khác được giữ lại làm những công việc thông thường bên ngoài trại. Trên thực tế, băng tải tự thần được phục vụ bởi những người sẽ sớm trở thành nạn nhân của chính nó. Theo đánh giá của các cai ngục, cách làm này có lợi hơn về mặt kinh tế trại được bảo vệ bởi những cai tù Campuchia được đích thân Hun Sen tuyển chọn và các thành viên của đội cộng tác có vũ trang. Những người này phần lớn là người có gốc Trung Quốc, đặc biệt là trong số đó có tên ung may, khét tiếng, tàn bạo. Trong thời gian trại tử thần này tồn tại, có một số nỗ lực để vượt ngục đã được thực hiện, nhưng hầu như tất cả đều thất bại. Cho đến đầu tháng 7 vừa qua, tình hình đã thay đổi khi một nhóm tù nhân là các thành viên quân Khmer tự do và lực lượng hậu duệ bị bắt trong các cuộc đụng độ quân sự, bị chuyển đến phải xô. Kế hoạch trốn trại của Trung úy hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn An Được biết vì có trình độ đại học nên anh được phong quân hàm thiếu úy, sau đó được chứng nhận là kỹ thuật viên quân sự hạng 2 tương đương với cấp bậc trung úy anh đã chiến đấu tại Campuchia trong hàng ngũ của Trung đoàn Pháo binh số 596 của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đang hoạt động tại Campuchia. Đơn vị của anh đã bị bao vây ở gần Công Bông Chư. Anh đã cùng với những đồng đội đã cứu chỉ huy trung đoàn ra khỏi vòng vây. Họ đã lang thang trong đầm lầy suốt một thời gian dài. Cả nhóm đã giao tranh với quân Trung Quốc và Campuchia cho đến khi hết đạn và rơi vào tay địch. Trung úy An bị chuyển từ trại này sang trại khác vì anh không muốn phục tùng và không từ bỏ kế hoạch bỏ trốn. Quân đội Campuchia và Trung Quốc đã chuyển anh về nhiều từ tù binh khác đến Phạy Xô để tiêu diệt. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, đợt tù binh đầu tiên của các lực lượng chống Trung Quốc và Hun Sen đã được chuyển đến đây. Trong số 200 người, đã có khoảng 20 người đã bị hành quyết ngay lập tức bằng việc quăng vào hầm cá sấu. 40 người được chọn làm những công việc thông thường, trong số này có Trung úy An. Sau khi được một tù nhân quân Khmer tự do thuyết phục anh tự nhận mình là thợ mộc, Trung úy An không hề ảo tưởng về sự may mắn của mình. Anh hiểu rõ rằng những ai chưa bị giết ngay thì sau đó không lâu cũng sẽ bị sát hại và anh quyết định sử dụng thời gian được sống sót để cố gắng quyết chiến với quân Campuchia trong một trận chiến cuối cùng. Vào thời điểm đó, có một nhóm hoạt động ngầm đã tồn tại ở Phẩy Xô do Sóc Khen đứng đầu. Tuy nhiên những công dân thuần túy tham gia nhóm lại thiếu kinh nghiệm và sự quyết tâm. Vì thế họ tin tưởng dành sự lãnh đạo cho An. Trung úy An đã đề nghị từ bỏ ý định trốn thoát đơn lẻ mà thực hiện một cuộc nổi dậy. Anh nhấn mạnh rằng tất cả mọi người nên bỏ trốn vì bất luận thế nào lính Campuchia cũng sẽ giết những người còn lại anh cũng thẳng thắn nói rằng nhiều người sẽ chết, nhưng một số sẽ có cơ hội trốn thoát. Hầu hết các tù nhân đều ủng hộ kế hoạch của Trung úy Nguyễn Văn An. Kế hoạch của An như sau, những người nổi dậy phải diệt ban lãnh đạo trại và đơn vị lính canh, thu giữ vũ khí và thoát ra ngoài. Nhưng làm cách nào để có thể thực hiện được điều này? Vào ngày đã định là ngày 10 tháng 7, quân cai ngục Campuchia bắt đầu dụ từng người một đến xưởng với những cách cớ hợp lý như thử đồng phục. Tại đây, họ sẽ bị tiêu diệt bằng những nhát ghiều. An đã giao nhiệm vụ cho các đồng đội của mình là các tù nhân chiến tranh. Những người có kỹ năng chiến đấu tay đôi nên sẽ dễ dàng đối phó với lính nhanh, lính canh hơn. An chỉ ở lại trại trong 3 tuần, nhưng ý chí và quyết tâm của anh đã giúp biến các tù nhân thành một biệt đội có khả năng hành động thành thục và rõ ràng. Vào ngày 10 tháng 7, quân nổi dậy đã thanh toán 11 lính cai ngục và cả đội cảnh sát hỗ trợ gần như án binh bất đồng. Tuy nhiên, sau đó những tên lính canh sống sót đã giống chuông, báo động. Từ lúc đó, các tù nhân tại Phẩy Xô đã tạo ra bước đột phá, một khẩu súng máy nhả đạn từ tòa tháp các tù nhân đã thu giữ vũ khí, tham gia giao chiến với lính canh. Mọi người lao đến hàng rào thép gai, dùng cả cơ thể để phá rào. Có những người nổi dậy đã bị chết dưới làng đạn, bị nổ tung trong bãi miền xung quanh trại. Nhưng không gì có thể ngăn cản họ. Sau khi phá cổng, nhiều người tìm cách thoát ra ngoài. Trong số 550 tù nhân ở trong trại, có 130 người không tham gia nổi dậy. Có những người bị ốm, hoặc thể lực bị suy kiệt, không thể tham gia chiến đấu. Cũng có người hy vọng rằng sự phục tùng tuyệt đối sẽ giúp họ được sống sót, nhưng điều này đã không xảy ra. Vào ngày hôm sau, lính Campuchia đã điên cuồng bắn chết tất cả những tù nhân còn lại trong trại. Có khoảng 80 người khác đã thiệt mạng tại Peso trong thời gian xảy ra giao chiến. Hơn 100 tù nhân đã được tự do. Trong những ngày tiếp theo, những người chạy trốn đã bị cuốn vào một cuộc săn độ thực sự. Có khoảng 18 người đã bị phát hiện và bị lính Campuchia và Trung Quốc tiêu diệt. Hầu hết những người rời đi cùng với Trung úy An đã trốn thoát và trở về các căn cứ mật của lực lượng hậu duệ và Khmer tự do tại đất nước chùa tháp Campuchia. Tuy vậy, có khoảng 9 tù nhân của Phạy Xô, những người đã trốn thoát khỏi các cuộc săn lùng của quân Campuchia lại trở thành nạn nhân của những kẻ tai sai cũng như của những thường dân địa phương. Một bộ phim có tên là Cuộc trốn chạy khỏi phải xô đã được quay ở Hollywood. Diễn viên người Mỹ gốc Việt Jimmy Tạ đóng vai Trung úy An vì sự nổi tiếng của anh và trại tù tử thần ở Campuchia. Bản thân anh đã được mời tham dự buổi ra mắt của bộ phim nhưng anh đã không đến Mỹ. Diễn biến tiếp theo của sự kiện đang làm xôn xao dư luận này ra sao? chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong một diễn biến liên quan khác, ông Hun Sen thừa nhận cần thiết phải dựa vào Trung Quốc. Phát biểu trong diễn đàn với các lãnh đạo châu Á, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thừa nhận rằng Phnom Penh cần phải dựa vào Trung Quốc, tờ Nikkei Asia đưa tin. Phát biểu tại hội nghị, ông Hun Sen đã bảo vệ lập trường của Campuchia trước những chỉ trích rằng nước này đang phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Nếu không dựa vào Trung Quốc, thì tôi sẽ dựa vào ai? Nếu không nhờ Trung Quốc, thì tôi phải hỏi nhờ ai? Ông Hun Sen nói, đồng thời gọi những chỉ trích nhắm vào Phnom Penh là không công bằng. Thủ tướng Campuchia cũng lưu ý rằng nếu không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc, có thể chúng tôi, tức chính quyền Phnom Penh, sẽ không có vaccine cho người dân của mình. Campuchia bắt tin đồn căn cứ cho Trung Quốc, phản đối lệnh trừng phạt của EU. Ông Hun Sen một lần nữa bắt bỏ tin đồn về việc Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng một cảng của nước này cho mục đích quân sự. Thủ tướng Campuchia nêu rõ hiến pháp của nước này cấm việc cho nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia, đồng thời nhấn mạnh chính quyền tâm bên hoàn nghênh bất kỳ nước nào gửi tàu tới để tăng cường hợp tác với Campuchia. Ngoài ra ông Hun Sen cũng nêu rõ Phnom Penh không đóng cửa với bất kỳ nước nào nếu các đối tác muốn hỗ trợ xây dựng và phát triển đất nước Campuchia. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. 28 UAV Urena tập kích UMA, Nga kích hoạt lá chắn phòng không bắn hạ. Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Urena nhằm vào bán đảo Guimea sau vụ cầu bắt qua eo biển Kex bị tấn công, Bộ quốc phòng nga thông báo nỗ lực thực hiện cuộc tấn công khủng bố bằng 28 máy bay không người lái UAV của Ukraine vào đêm 17 tháng 7 đã bị ngăn chặn. 17 UAV của Ukraine đã bị các hệ thống phòng không bắn hạ, thêm 11 UAV khác đã bị các hệ thống tác chiến điện tử chế áp và rơi trước khi tiếp cận mục tiêu. Bộ quốc phòng nga cho biết thêm theo Bộ Quốc phòng Nga, không có thương vong hoặc thiệt hại trong vụ tấn công. Vụ tấn công trên diễn ra chỉ một ngày sau khi cầu Gimia bắt qua eo biển Kex bị hư hại trong vụ nổ hôm 17 tháng 7. Vụ tấn công khiến hai người thiệt mạng, một trẻ em bị thương, là một nhịp cầu bị sệ xuống, do thông bị gián đoạn. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công vào cầu Gimia. Moscow cáo buộc khoảng 3 giờ 5 phút ngày 17 tháng 7, hai xuồng không người lái Ukraine đã tập kích cầu Crimea. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng vụ tập kích này có sự hỗ trợ của tình báo Mỹ và Anh. Mặc dù các quan chức Ukraine không công khai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng dường như ngầm ủng hộ vụ việc này. Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, nói rằng bất kỳ cấu trúc bất hợp pháp nào được Nga sử dụng để tiếp tế cho quân đội nước này chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, bất kể lý do phá hủy là gì. Trong khi đó, Andrei Yuso, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Urena, GUR, tuyên bố cầu Nghimia là một công trình dư thừa. Trước đó, cây cầu này từng bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm đó, Nga cũng cáo buộc Urena đứng sau vụ việc này, song Kiev không nhận trách nhiệm. Nga sắp nhập bán đảo Nghimia vào tháng 3 năm 2014 sau khi giới chức ở khu vực này tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả cho thấy 96% cử tri Gimia ủng hộ sắp nhập. Tuy vậy, phương Tây không công nhận kết quả này và áp lệnh trừng phạt Nga vì cho rằng quyết định sắp nhập Gimia là bất hợp pháp. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 6 thông báo đã mở một hành lang trên bộ tới bán đảo Gimia, cho phép dân thường và hàng hóa di chuyển qua khu vực đông Ukraine mà Moscow và lực lượng thân Nga đang kiểm soát. Với ưu thế áp đảo về hỏa lực, Moscow hiện giành phần lớn quyền kiểm soát vùng đông Bắc, miền đông Ukraine. Giới quan sát cho rằng với việc lập được hành lang trên bộ tới Crimea, Nga sẽ có lợi thế chiến lược về mặt hậu cần, tiếp tế trong chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố Sevastopol nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea. Thành phố cảng chiến lược này là nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga và nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Trong một diễn biến tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức vì quan hệ ngoài luồng với nữ nghị sĩ. Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin và nữ nghị sĩ Chen Li Hui đã từ chức sau khi mối quan hệ ngoài luồng của hai người bị phát hiện. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 17 tháng 7 thông báo về việc ông Tan và bà Chen từ chức vì có quan hệ không phù hợp. Theo ông Lý, động thái này nhằm duy trì các tiêu chuẩn cao về đạo đức và hành vi cá nhân mà đảng cầm quyền, VP đã duy trì trong suốt những năm qua. Ông Lý cho hay, ông đã biết về mối quan hệ không phù hợp giữa ông Tan và bà Chen sau cuộc bầu cử năm 2020 và đã can thiệp. Tuy nhiên, theo thủ tướng Singapore, dù ông Tan đã cam kết sẽ chấm dứt với bà Chen, nhưng mối quan hệ này vẫn tiếp tục. Ông Tan thừa nhận đã khiến gia đình bị tổn thương vì hành vi cá nhân và ông phải chịu trách nhiệm với hành động của bản thân để hàn gắn gia đình ông cho biết đã trao đổi với vợ và đồng ý sẽ rời bỏ chính trường và cống hiến cho gia đình trong khi đó trong lá thư từ chức bà chen cho hay tôi rất tiếc phải từ chức trong tình huống này và muốn xin lỗi đảng cũng như người dân cũng như các tình nguyện viên ủng hộ tôi thủ tướng lý nói rằng thật buồn khi làm điều này và nó cũng có thể gây hậu quả về mặt chính trị. Nhưng PAP phải duy trì kỷ luật đảng và tiêu chuẩn ứng xử. Đó là điều tối quan trọng. Việc Chủ tịch Quốc hội có quan hệ với nghị sĩ là không phù hợp và không thể chấp nhận được. Trong một diễn biến tiếp theo, lữ đoàn mạnh nhất của Urena trời lệnh phản công. Urena được cho là chuẩn bị tung các lữ đoàn mạnh nhất vào chiến dịch phản công với các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do phương Tây viện trợ. Gần 6 tuần sau cuộc phản công được chờ đợi từ lâu, một trong những đơn vị mạnh nhất của quân đội Urena, tức lữ đoàn tấn công đường không số 82, vẫn chưa tham chiến. Tuy nhiên một đoạn video xuất hiện trên mạng vào ngày 14 tháng 7 cho thấy đội hình này gồm 2.000 binh lính với 14 xe tăng Challenger 2, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và 90 xe tri cơ sẵn sàng hành động vào bất cứ thời gian và địa điểm nào mà các chỉ huy Ukraine lựa chọn. Đoạn video cho thấy những chiếc tri cơ dường như thuộc Lữ đoàn 82 tăng tốc dọc theo một con đường đất ở đâu đó thuộc Zaporizhia, miền nam Ukraine, trọng tâm của cuộc phản công hiện đại. Các phương tiện này của Lữ đoàn 82 cùng với 20 khẩu pháo 105 ly tạo thành một lực lượng tấn công mạnh mẽ. Chúng có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga hoặc khai thác lỗ hổng hiện có. Chiếc Challenger 2 chở được 4 thành viên tổ lái, nặng 71 tấn, với lớp giáp dày, tương đương với lớp thép dày ở mặt trước tháp pháo. Đây có thể coi là loại xe tăng được bảo vệ tốt nhất của Ukraine trong cuộc chiến hiện tại. Anh thậm chí đã tặng cho Ukraine những viên đạn nghèo uranium để dùng cho súng trường 120 ly của Challenger 2